nhiều bác đang sử dụng xe ô tô mà trong xe ô tô nội thất của mình nó có mùi hôi đấy, đặc biệt là sàn nó bị ngấm nước và nó bị mốc, nó tạo ra mùi hôi này, thì các bác không phải lo là để xe ở gala khoảng vài ngày cho đến một tuần nhá các bác nhá. Đó thì với Akala bên em ấy, thì bên em với những cái dòng xe mà các bác đang bị như chiếc xe này của em này, chiếc xe Innova này, sàn nỉ thì nó đã bị thấm nước từ trần xuống này. Đó. Và nó tạo ra cái mùi, khi mà nó ẩm ấy, nó tạo ra mùi và nó mốc cả cái sàn da này các bác này. Đó. Thì với chiếc xe này nếu mà các bác để ở bên em làm thì sẽ phải phơi nó rơi, nếu mà như sàn này nó rơi vào khoảng 3-4 ngày. Đó. Thì có nhiều bác bảo là nếu mà để như vậy thì không có xe để sử dụng đúng không ạ? Đó. Thì với bên em thì bên em có một cái giải pháp cho các bác, đó là các bác mang xe qua bên em, bên em sẽ sáo hết sàn và ghế ra để bên em vệ sinh đó, và bên em sẽ phơi. Còn các bác vẫn mang xe của mình về sử dụng như bình thường đấy, sau khi cái này khô xong hết thì các bác mang xe qua và bên em sẽ vệ sinh nốt sàn và bên em lắp lại sàn đấy, vệ sinh ghế lại cho các bác nữa, là mình đã có xe sạch sẽ thơm tho đi các bác nhá. Đấy, các bác không phải lo là bỏ xe ở đây đó. Bác nào mà muốn vệ sinh nội thất, ví dụ là những cái sàn nỉ nhá các bác nhá, đấy sàn nỉ thì nó mất thời gian, chứ còn sàn da thì nó đơn giản thôi, sàn da thì chỉ các bác có thể lấy trong ngày được đấy, rơi vào 6-8 tiếng là đã vệ sinh xong cho các bác về nội thất bên trong xe nhá. Đó, thì bên em có rất nhiều gói cho các bác lựa chọn. Đấy, bác nào cần tư vấn thì có thể qua Akala hoặc nhắn tin trực tiếp lên page của bên em các bác nhá.